Từ lực Bookstore và Đinh Quang Thái trân trọng kính chào khán giả. Sau so đây là một điểm tin và bình luận chiều thứ năm 27 tháng 8 năm 2020. Trước hết là tin Việt Nam. Một số dư luận đồng bào tại Việt Nam đang rất tức giận trước tin là giới lãnh đạo của Đảng Cộng sản tại tỉnh Quảng Bình vừa mới thông báo là sẽ chi tiêu một số tiền lên tới 2 tỷ 200 triệu đồng Việt Nam nhằm mục đích mua cặp đựng tài liệu cho khoảng 400 đại biểu và 200 khách mời tham dự đại hội đảng cộng sản tỉnh bộ sắp tới số tiền chi ra để mua cặp đựng tài liệu cho đại hội đảng các cấp trên toàn quốc có thể tốn hàng chục tỷ đồng ngân sách của nhà nước bởi vì quảng bình không phải là tỉnh duy nhất thực hiện điều này theo tin của đài bbc london thì uh, cho biết rằng uh, ông tiến sĩ khoa học nguyễn quang a đã nêu vấn đề này trong một cuộc trả lời phỏng vấn của bbc Tiến sĩ Nguyễn Quang A nói rằng chuyện ngân sách chi cho đại hội đảng đáng lẽ đảng phải tự lo lấy, nhưng vì độc đảng nên họ lấy tiền của dân ra để chi tiêu. Tất nhiên là những nơi khác đa đảng thì không được quyền lấy một xu ngân sách của người dân. Các đảng ở những nước khác phải tự làm lấy từ kêu gọi quyên góp, còn Đảng Cộng sản Việt Nam thì lấy tiền túi của dân vì họ lý lẽ rằng họ có công với đất nước. Tiến sĩ Nguyễn Quang A còn nhận định rằng về việc ngân sách chi tiêu cho đại hội đảng tất nhiên cần thay đổi nhưng để thay đổi được thì phải dẹp bỏ quyền lực của đảng cộng sản việt nam những điều này cần vạch ra cho người dân thấy rằng những điều vô lý như việc chi tiêu hàng tỷ đồng việt nam mua cặp da cho khách mời và đại biểu tham dự đại hội đảng tiến sĩ nguyễn quang a nói với đại bbc london rằng từ thời liên xô độc đảng đều như thế cả nếu lấy tiền dân cho đại hội đảng nên Việt Nam không thể làm khác được. Trước tỉnh Quảng Bình thì nhiều tỉnh thành khác cũng đã tổ chức lựa chọn nhà thầu để mua sắm cặp đựng tài liệu. Thí dụ, tỉnh ủy Lâm Đồng đã đồng ý chi tiêu số tiền hơn 1 tỷ đồng Việt Nam mua sắm cặp tài liệu và tỉnh ủy Vĩnh Phúc cũng đã chi 1 tỷ 500 triệu đồng mua 750 chiếc cặp giá là 2 triệu đồng một chiếc. Cơ quan kiểm soát thực phẩm và thuốc men của Hoa Kỳ vừa mới thông báo cho biết là đã cho phép bán ra thị trường một cái loại dụng cụ thử nghiệm coronavirus mới mà giá rất rẻ, chỉ có 5 Mỹ Kim một bộ mà thôi, và có thể có kết quả trong vòng chỉ có 15 phút. Đây là một cái thỏa thuận của cơ quan FDA với um, Abbott Laboratory, và loại uh, dụng cụ thử nghiệm này sẽ có mặt trên thị trường rất sớm cái dụng cụ thử nghiệm mới mà đã được FDA chuẩn thuận chỉ có lớn bằng cái thẻ credit card mà thôi và người ta có thể sử dụng một cách mau chóng và có kết quả đây là một cái nỗ lực của FDA nhằm mục đích đáp ứng với cái tình hình hiện nay mà coronavirus vẫn lây lan trên nước Mỹ đặc biệt là số học sinh khổng lồ sẽ nhập học vào những ngày tháng sắp tới và các cơ sở thương mại của nước Mỹ rất mong muốn là được chờ mở cửa trở lại một cách bình thường. Cho nên có nhu cầu phải dùng các loại dụng cụ thử nghiệm này để thử nghiệm thường xuyên hàng ngày cho học sinh, cho khách hàng và những người chủ doanh nghiệp. Thưa quý khán giả, trong lúc đại dịch coronavirus đã gây khó khăn cho không biết bao nhiêu người tại đất Mỹ, thì có một gặp vợ chồng tên là Tyler và Melanie Tapana đã dự trù tổ chức đám cưới vào ngày 15 tây tháng 8 vừa qua nhưng vì coronavirus vẫn còn hoành hành cho nên hai cặp vợ chồng mới cưới này đã quyết định dành tất cả những thực phẩm mà họ đã đặt trước của nhà hàng để tặng cho một nơi cư trú của trẻ em và phụ nữ đang gặp khó khăn đó là Laura Home. Đây là một trong những cái công tác uh, thiện nguyện uh, của một tổ chức bất vụ lợi có tên là Laura Home to Women Crisis Center của tiểu bang Ohio. Có 70 trẻ em và phụ nữ đang sống nhờ trong trung tâm này bởi vì họ rơi vào hoàn cảnh khó khăn về kinh tế. Hai vợ chồng Tyler và Melanie Tampana nói với báo chí rằng họ có thể lấy lại hoàn toàn cái số tiền mà đã mua trước cái số thực phẩm nhưng mà họ quyết định dành cái thực phẩm này để tặng cho trung tâm Laura Home Woman Crisis Center. Không những tặng thực phẩm mà thôi, hai vợ chồng mới cưới đã yêu cầu chiếc xe truck chở toàn bộ số thực phẩm đúng ra để dành cho đám cưới của hai ông bà đến tận cái trung tâm này và đích thân hai ông bà vẫn còn mặc trang phục cô dâu chú rể phục vụ từng bữa ăn một cho phụ nữ và trẻ em trong trung tâm theo như um, tin tức của các hãng thông tấn cho biết là ông bà Tyler và Melanie Tapana đã phục vụ cho tổng cộng là 100 bữa ăn cho phụ nữ và các trẻ em ở trung tâm này. Đúng là hai tấm lòng vàng trong thời đại dịch Covid. Vừa rồi là phần tin tức, sau đây là một bình luận với chủ đề Michael Pompeo và Nikki Haley, hai ngôi sao đang lên của Đảng Cộng Hòa. Thưa quý khán giả, hôm thứ Ba 25 tháng 8 vừa qua là ngày thứ hai của Đại hội Đảng Cộng Hòa. Có hai người mà đã đọc diễn văn gây được sự chú ý rất nhiều của dư luận và của giới truyền thông. Người thứ nhất đó là Ngoại trưởng Hoa Kỳ Michael Pompeo và người thứ hai là cựu đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc và đồng thời cũng là cựu thống đốc của tiểu bang South Carolina là bà Nikki Haley trong một cái bài diễn văn mà được thâu trước ngay tại Jerusalem là cái vùng đất biểu tượng cho những tôn giáo khác biệt nhau thì ông Michael Pompeo nói rằng cái vùng đất đó được ông chọn bởi vì cũng là biểu tượng của những người theo chủ trương bảo thủ đồng minh với Đảng Cộng Hòa và Thiên Chúa Giáo theo phái Phúc Âm. Thưa quý vị, ông Michael Pompeo nói rằng Tổng thống Donald Trump đã quyết định rời Tòa đại sứ Hoa Kỳ tại Tel Aviv là thủ đô cũ của Do Thái đến thánh địa của thượng đế là Jerusalem là thủ đô đúng như mong ước của dân tộc Do Thái và chính tổng thống Donald Trump cách đây hai tuần lễ đã có công trong việc dàn xếp một cái thỏa thuận hòa bình giữa Israel và liên đoàn các quốc gia Ả Rập thống nhất ông Michael Pompeo nói rằng cái thỏa thuận lịch sử này con cháu của chúng ta mai sau sẽ tìm thấy trong các cuốn sách dạy môn sử học một số chuyên gia bảo thủ nghiên cứu về chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ nhận định rằng ông Michael Pompeo có một tương lai chính trị sán lạn đối với Đảng Cộng Hòa. Bằng chứng là đã có một số dân biểu nghị sĩ Cộng Hòa khuyến khích ông ra tranh cử chức nghị sĩ liên bang tại tiểu bang Kansas và để dùng đó là một cái bệ nhằm đưa ông tiếp tục lên trong vai trò lãnh đạo của nước Mỹ. Trong thời gian gần đây, thì ông Michael Pompeo thường xuyên đến thăm Kansas và ngầm ý cho dư luận thấy rằng ông muốn ra tranh cử chức nghị sĩ liên bang tại tiểu bang này. Cái việc mà ông thường xuyên có mặt tại Kansas đã khiến cho một số uh, tờ báo hàng đầu của Kansas, thí dụ như tờ Salina Journal và tờ Wichita Eagle đã phải nhắc khéo ông rằng ông nên dừng những cái chuyến viếng thăm đó lại, ngoại trừ trường hợp ông thực sự muốn tỏ cho dư luận thấy rằng ông nhất quyết sẽ ra tranh cử nghị sĩ tại tiểu bang miền Trung Tây này của Hoa Kỳ. Cũng đêm hôm thứ Ba, 25 tháng 8, thì bà Nikki Haley cũng có một cái bài diễn văn gây uh, sự chú ý của dư luận. Bà nói rằng Tổng thống Donald Trump đã đạt kỷ lục với những thành quả của ông Trump, trong khi ông Biden đạt kỷ lục với những yếu kém và thất bại. Bà nói tiếp, ông Joe Biden được Iran tổ chức khủng bố ISIS. Cộng sản Trung Quốc có thiên cảm. Ông Biden là người do Thượng Đế phái xuống cho những người nào muốn đất nước của chúng ta phải xin lỗi, những người nào từ chối và phủ nhận giá trị của Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ. Bà Nikki Haley còn nhấn mạnh rằng Tổng thống Donald Trump là người cứng rắn đối với Trung Quốc tiêu diệt và chiến thắng quân khủng bố ISIS và ông nói cho thế giới biết những điều mà thế giới cần lắng nghe ông donald trump đưa kinh tế đi lên trong khi ông biden thì làm đất nước thụt lùi bà nikki haley còn nói rằng tổng thống donald trump giảm thuế trong khi ông joe biden thì tăng thuế trong các bài diễn văn bà nikki haley còn kể về cuộc đời riêng tư của bà bà nói rằng bà rất hãnh diện là con gái của một người ấn độ một, một cặp vợ chồng di dân ấn độ đã đến tới Hoa Kỳ và sống tại một cái thị trấn rất nhỏ tại miền uh, Nam của nước Mỹ và bà là một trẻ em da nâu giữa một cái cộng đồng những trẻ em da trắng và những trẻ em da đen bà cho biết là gia đình bà đã đối diện với um, thái độ kỳ thị chủng tộc và những cái cách đối xử rất là là gay gắt đối với gia đình bà nhưng bố mẹ bà không để cho lòng của hai ông bà rơi vào sự thù hận và mẹ của bà đã trở thành một người phụ nữ thành công trong lĩnh vực làm ăn. Bố của bà đã dạy 30 năm liền về môn lịch sử tại một cái đại học mà đa số là sinh viên và học sinh Mỹ gốc Phi Châu. Bà nói rằng uh, bà không ngờ trong cuộc đời là một người con của một gia đình nhập cư từ Ấn Độ vào nước Mỹ mà sau đó được dân chúng tại South Carolina tín nhiệm bầu bà lên làm thống đốc là người phụ nữ đầu tiên của cộng đồng thiểu số và cũng là người phụ nữ đầu tiên trở thành thống đốc của South Carolina. Bà nói rằng nước Mỹ là câu chuyện của một xứ sở luôn tiến tới. Chúng ta hãy cùng nhau làm cho nước Mỹ tự do hơn, công bằng hơn và tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người. Cho nên thật là thảm kịch khi chúng ta thấy quá nhiều người của Đảng Dân Chủ nhắm mắt làm ngơ trước những vụ bạo động đốt phá. Bà nhấn mạnh, Chúng ta biết là chúng ta có thể làm cho xã hội tốt đẹp hơn và dĩ nhiên sinh mạng của bất cứ cá nhân người Mỹ gốc Phi châu nào cũng quan trọng và xứng đáng được quan tâm. Những nhân viên cảnh sát da đen bị bắn trong lúc thi hành công vụ, chúng ta phải quan tâm. Chủ các doanh nghiệp da đen, cơ sở của họ bị đốt phá, chúng ta phải quan tâm. Những trẻ em da đen bị bắn trong lúc đang chơi đùa tại các công viên mạng sống của các em chúng ta phải quan tâm. Bà Nikki Haley còn nói, xã hội Mỹ đúng ra không thể xảy ra tình hình như thế này. Xã hội không thể nào giống như tiểu bang South Carolina cách đây đúng 5 năm, khi mà tiểu bang mà có thời bà làm thống đốc đã phải đối mặt với kẻ độc ác. Bà kể lại câu chuyện là có một người thanh niên da trắng chủ trương da trắng thượng đẳng đã đến một cái nhà thờ tên là Mother Emmanuel Church trong lúc mọi người đang cầu nguyện thì có 12 người uh, Mỹ gốc Phi châu đã kéo ghế mời người thanh niên da đen uh, da trắng này cùng ngồi và cùng cầu nguyện với nhau trong một tiếng đồng hồ. Nhưng mà sau đó thì cái người uh, đàn ông uh, chủ trương da trắng thượng đẳng này đã xả súng bắn vào cái nhà thờ đó. Bà nói rằng sau khi xảy ra các thảm kịch này thì chúng ta không đối đầu với nhau. Chúng ta là người da trắng, người da đen, người Cộng Hòa, người dân chủ đã đến với nhau bằng tình yêu hòa bình và kính trọng nhau để cùng nhau hàn gắn vết thương và lại bỏ tất cả những biểu hiện chia rẽ cho chúng ta. Thưa quý khán giả, cách xuất hiện, chọn địa điểm xuất hiện và nội dung của hai bài phát biểu của Ngoại trưởng Michael Pompeo và của bà Nikki Haley uh, tại Đại hội Đảng Cộng Hòa khiến cho một số những nhà bình luận về chính trị nghĩ rằng cả hai người, tức là Michael Pompeo và Nikki Haley, đang muốn dư luận chú ý tới cho tương lai bầu cử năm 2024. Theo nhận định của hai nhà phân tích chính trị là Colm Lynch và Robbie Grammer, trong một cái bài báo tựa đề là Pompeo and Haley position themselves as Republican standard bearers after Trump đăng trên tờ tạp chí Foreign Policy vào ngày 26 tháng 8 tức là cách đây một ngày uh, thì thưa khán giả ông Pompeo và bà Haley đang tranh nhau để trở thành ngôi sao sáng trong chính trường sau thời kỳ của tổng thống Donald Trump. Một số người của Đảng Cộng hòa thì cho rằng nếu quá tình bà Nikki Haley và ông Michael Pompeo muốn trở thành uh, ứng cử viên của năm 2024 chức vụ tổng thống đó thì cả hai sẽ phải đối đầu với những người có cùng tham vọng với họ, trong đó có đương kim phó tổng thống và cũng là ứng cử viên phó tổng thống năm 2020, đó là ông Mike Pence. Câu chuyện của bà Nikki Haley và ông Pompeo trong Đại hội Đảng Cộng Hòa làm chúng tôi liên tưởng đến một tác phẩm của văn hào nổi tiếng đó là Mario Puzo. Hẳn là chúng ta đa số có đọc tác phẩm The Godfather, bản dịch tiếng Việt Nam gọi là Bố Già. Đó. Trong đó có kể là một cái câu chuyện là Uh, nhân vật bố già là Vito Corleone đã dạy người con trai thứ tên là Michael Vito uh, Collioni rằng con nên nhớ nếu mà con giàu có 10 con bảnh ngon 10 thì con chỉ lộ ra cái sự giàu có và ngon bảnh một thôi để đừng cho bạn bè con ghen tị. Còn đối với kẻ thù, đối với đối thủ thì nếu con yếu kém một, con thiếu khả năng một, con phải chứng tỏ cho đối thủ và kẻ thù thế rằng con yếu kém 10 và con thiếu khả năng 10 để đối thủ đánh giá sai về con và nó nhào vô thì nó chết. Ông Vito Corleone còn dạy con trai Michael rằng trong uh, hoạt động của băng đảng mafia và trong hoạt động chính trị có nhiều điểm rất giống nhau chớ bao giờ để lộ cái khả năng của mình, cái tham vọng của mình quá sớm, dễ có thể bị đối thủ triệt tiêu. Cái sự, cái sự xuất hiện của bà Nikki Haley và ông Michael Pompeo rõ ràng đã đạt được một cái sự chú trọng lớn của dư luận và đặc biệt trong nội bộ của Đảng Cộng Hòa. Cho nên không biết là hai người Haley và Pompeo có để lộ tham vọng quá sớm hay không nếu quả thật hai người muốn trở thành lãnh đạo của nước Mỹ sau cái thời đại của tổng thống donald trump xin chào tạm biệt khán giả và hẹn gặp lại trong một điểm tin sáng ngày mai